Cô xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô tên Trần Huyền Trang, là giáo viên của trường tiểu học B thị trấn Núi Sập. Hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết luyện từ và câu lớp 5, tiết 1 của tuần 4. Các em nhé. Học. Như thường lệ vào tiết học thì các em đã chuẩn bị sẵn sàng sách vở và đồ dùng học tập cần thiết chưa nào? Cô lưu ý các em nhớ giữ khoảng cách của mắt đến màn hình cho phù hợp em nhé. Trước khi vào bài mới, cô có hai câu hỏi để chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của tiết học trước các em nhé. Chúng ta tập trung vào màn hình và bắt đầu đọc thầm câu hỏi để suy nghĩ trả lời các em ạ. Câu 1, thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ. Như chúng ta đã học, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau. Ví dụ, ba, bố, cha, vợ, thầy, vân vân. Như vậy, tùy theo gia đình và tùy theo vùng miền, người ta cũng có thể gọi ba là bố, ba là cha, ba là vợ, vân vân các em ạ. Tất cả đều đúng. Chúng ta xem câu 2. Từ đồng nghĩa có mấy dạng? Kể ra cho ví dụ. Đúng rồi, từ đồng nghĩa có hai dạng. Từ đồng nghĩa hoàn toàn, ví dụ mẹ, má, u, vân vân. Và từ đồng nghĩa không hoàn toàn, ví dụ xanh lá, xanh lam, xanh ngọc, vân vân. Cùng tất cả đều chỉ màu xanh nhưng khác nhau về mức độ. Do đó nó không phải là từ đồng nghĩa hoàn toàn nhé các em. Như vậy, các em đã nhớ lại và nắm được kiến thức của bài từ đồng nghĩa. Hôm nay cô sẽ cùng các em tiếp tục tìm hiểu về từ trái nghĩa và tác dụng của từ trái nghĩa các em nhé, qua bài từ trái nghĩa. Chúng ta có thể mở sách trang 38 hoặc chúng ta chú ý lên màn hình cùng đọc theo cô yêu cầu bài tập và động văn các em nhé. 1. So sánh nghĩa của các từ yêu nguyên. Brandon Boen là một người gốc Mỹ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam, nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lan. Năm 1986, Phan Lan cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Như vậy, nhân vật Brandon Boen, cô đã từng giới thiệu chúng ta trong tiết chính tả rồi, hôm nay cô không nhắc lại, mà nhiệm vụ chúng ta hôm nay chỉ tìm từ yên nghiêm trong đoạn văn này nhé. Như vậy, trong đoạn văn này, chúng ta thấy rằng phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ yên nghiêm. Như vậy, theo các em, phi nghĩa là gì? Chính nghĩa là gì? Cô mời các em suy nghĩ. Như vậy cô có phi nghĩa là trái với đạo lý. Trong đoạn văn này thì cuộc chiến tranh phi nghĩa chính là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ các em ạ. Còn chính nghĩa là đúng với đạo lý, chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại cái bất tức bất công. Như vậy phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau các em ạ. Như vậy bạn nào cho cô biết từ trái nghĩa là gì? Như vậy từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, cao trái nghĩa thấp, ngày trái nghĩa đêm, phải trái nghĩa trái, vân vân. Còn rất nhiều các từ trái nghĩa khác các em ạ. Như vậy chúng ta sang nhận xét hai các em nhé. Chúng ta cùng đọc theo cô yêu cầu. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tụng như sau. Chết vinh hơn sống nhục. Như vậy các em tìm giúp cô cặp từ trái nghĩa có trong câu tụng ngữ này nhé. Như vậy cô có đáp án thế này, không biết các em có cùng với cô không? Chúng ta nhìn lên màn hình theo dõi đáp án. Như vậy cô có cặp từ trái nghĩa chết, sống, vinh, nhục. Như vậy chết, sống thì chúng ta đã hiểu nghĩa. Còn vinh, nhục có nghĩa là gì? Cô mời các em.
Như vậy cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta? Cô mời các em suy nghĩ. Như vậy cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam, thà chết mà được kính trọng đánh giá cao còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ. Các em ạ, cô mời các em nhắc lại lần nữa với cô. Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống cao đẹp của người Việt Nam, thà chết mà được kính trọng đánh giá cao còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ. Như vậy theo các em, việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng gì? Không mời các em suy nghĩ. Như vậy việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật các sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái vân vân đối lập nhau các em ạ. Như vậy cô mời các em nhẩm lại với cô kết luận. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật các sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái đối lập nhau. Như vậy, từ những nhận xét trên, cô lưu ý các em, chúng ta đã tìm hiểu được từ trái nghĩa là gì và tác dụng của từ trái nghĩa. Như vậy, chúng ta sang phần 2 lâm bản ghi nhớ. Chúng ta cùng đọc thầm theo cô. Ghi nhớ: một, từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Hai, việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái vân vân đối lập nhau. Như vậy để chúng ta khắc sâu được kiến thức hơn, như vậy cô mời các em xem ba lăng mã luyện tập các em nhé. Như vậy chúng ta chuẩn bị vở bài tập, bút cần thiết để chúng ta có thể làm bài các em nhé. Bài tập số 1, chúng ta cùng đọc theo cô yêu cầu. 1. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây. A. Gạn lục khơi trong. B. Gần mực thì đen, gần đẹp thì sáng. C. Anh em như thể chân tay, rất lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Như vậy chúng ta có thể gạch chân vào và phải tập những cặp từ trái nghĩa các em nhé. Như vậy cô có đáp án của câu A. Gạn đục khơi trong có cặp từ trái nghĩa là đục trong. Câu B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô có cặp từ trái nghĩa là đen, sáng. Câu C. Anh em như thể chân tay, rất lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Cô có cặp từ trái nghĩa là rất lành, dở hay. Như vậy chúng ta xem bài tập của chúng ta đã hoàn thành như gợi ý trên bảng của cô chưa? Như thế là đúng rồi các em ạ. Chúng ta xem bài tập số 2. Chúng ta cùng đọc theo cô yêu cầu. 2. Điền vào mỗi chỗ trong một từ trái nghĩa với các từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ tục ngữ sau. A. Hẹp nhà chấm chấm bụng. B. Xấu người chấm chấm nét. C. Trên kính chấm chấm nhường. Như vậy nhiệm vụ ở bên này của chúng ta có thể điền vào vở bài tập hoặc nhát một từ trái nghĩa với hẹp, một từ trái nghĩa với xấu và một từ trái nghĩa với trên. Dùm cô các em nhé. Như vậy ở bài tập này cô có đáp án A là rộng, đáp án B là đẹp và đáp án C là dưới. Như vậy bạn nào có cùng đáp án với cô là các bạn đúng các em nhé. Như vậy các em cùng đọc theo cô những câu thành ngữ tục ngữ hoàn chỉnh. A. Hẹp nhà rộng bụng. B. Xấu người đẹp nét. C. Trên kính dưới giường. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập số 2. Cô mời các em xem bài tập số 3.
chúng ta thường đọc theo cô yêu cầu bài tập. Tìm từ cái nghĩa với mỗi từ sau: A. Hòa bình, B. Thương yêu, C. Đoàn kết, D. Giữ gìn. Như vậy yêu cầu bài này chúng ta có thể tìm cho cô từ nào trái nghĩa với hòa bình, chúng ta liệt kê ra. Từ nào trái nghĩa với thương yêu, chúng ta liệt kê ra. Và cô xem cô dê tương tự như thế các em nhé. Cô xin mời các em. Chúng ta tập trung vào màn hình. Cô có một số từ để ý như thế này: trái lý hòa bình là chiến tranh, xung đột, vân vân. Trái với thương yêu là căm ghét, căm thù, vân vân. Trái với chia đoàn kết là chia rẽ, bè phái, tung tắc. Trái với giữ gìn là phá hoại, phá phách, hủy hoại, vân vân. Như vậy ngoài những từ cô gợi ý trên màn hình, chúng ta còn có thể tìm thêm những từ trái nghĩa khác nữa nhé các em nhé. Như vậy chúng ta sang bài tập số 4. Chúng ta cùng đọc yêu cầu bài tập 4. Đặt hai câu để phân biệt các cặp từ trái nghĩa sau: A. Hòa bình, chiến tranh, B. Thương yêu, ghét bỏ, C. Đoàn kết, chia rẽ, D. Giữ gìn, phá hoại. Như vậy với bài tập này chúng ta có thể đặt thành hai câu, trong đó mỗi câu có chứa một từ trái nghĩa, ví dụ như hòa bình và câu thứ hai là chiến tranh, thì chúng ta sẽ đặt yêu cầu. Hoặc chúng ta có thể đặt thành một câu trong đó có cả cặp từ hòa bình, chiến tranh các em nhé. Như vậy ở đây cô có gợi ý thế này: những người tốt yêu chuộng hòa bình, chấm những kẻ ác thích chiến tranh. Như vậy ở câu A, cặp từ trái nghĩa hòa bình, chiến tranh, cô sẽ đặt được thành hai câu trong đó có sử dụng hòa bình, chiến tranh các em nhé. Tương tự câu B: ông em thương yêu tất cả các cháu, chấm ông chẳng hề ghét bỏ đứa nào. Ở đây cặp từ thương yêu, ghét bỏ cũng được đặt thành hai câu các em nhé. Câu C: anh em trong một nhà phải biết đoàn kết, không nên chia rẽ. Như vậy với câu này cặp từ trái nghĩa đoàn kết, chia rẽ thì cô đặt chỉ trong một câu nhưng có sử dụng cả một cặp từ trái nghĩa để các em tham khảo. Và tương tự cô D: chúng ta phải biết giữ gìn sách vở, đừng bao giờ phá hoại. Cặp từ trái nghĩa giữ gìn phá hoại cũng được đặt trong một câu các em ạ. Ngoài ra cô còn có một số gợi ý để chúng ta tham khảo về các cặp câu các em nhé. Một số câu chứa cả cặp từ trái nghĩa, ví dụ: chúng em ai cũng yêu hòa bình, ghét chiến tranh, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Chúng ta phải biết giữ gìn, không được phá hoại môi trường. Như vậy chúng ta có thể dựa vào những gợi ý để tiếp tục đặt những câu khác có chứa cả cặp từ trái nghĩa các em nhé. Như vậy sau phần tìm hiểu kiến thức mới, cô có một bài tập để thay đổi bầu không khí của chúng ta. Như vậy chúng ta có nhiệm vụ nhìn hình và tìm ra đúng cặp từ trái nghĩa như cô. Chúng ta cùng bắt đầu theo dõi trên màn hình các nhé. Như vậy chúng ta xem trên màn hình của cô có những con nào, con vật nào? Có voi và chuột. Chúng ta lưu ý ngón tay được chỏ vào bộ phận nào của voi và chuột? Đó là ngón tay được chỉ vào đầu của voi và đuôi của chuột. Do đó cô có cặp từ trái nghĩa đuôi, đầu, đuôi các em nhé. Tương tự tranh thứ hai, chúng ta quan sát kỹ và tìm giúp cô cặp từ trái nghĩa nữa nhé. Như vậy chúng ta xem ngón tay được chỏ vào phần nào của gương mặt? Đó là đôi mắt. Như vậy chúng ta xem đôi mắt thứ nhất như thế nào và đôi mắt thứ hai như thế nào. Như vậy các em tìm giúp cô cặp từ trái nghĩa ứng với tranh nhé các em. Như vậy ở đây cô có đáp
nào có cùng đáp án với cơm là bạn đó chính xác nhé các em. Chúng ta sang tranh thứ ba. Chúng ta quan sát tranh thứ ba vẽ gì? À, đó là nữ và một bạn nam. Như vậy chúng ta xem bạn nữ đang làm gì? Bạn nam đang làm gì? Các em nhé. Chúng ta tìm cặp từ trái nghĩa ứng với bức tranh này của cô. Như vậy đối với bức tranh này, cô có cặp từ trái nghĩa là khóc, cười. Như vậy chúng ta, như các em đã biết, vốn dĩ tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú. Để tiếp nhận và làm giàu vốn tiếng Việt cho mình thì các em phải cố gắng tiếp tục tiếp nhận, tìm hiểu và học hỏi ở những bài tiếp theo các em nhé. Tiết học của chúng ta xin tạm dừng ở đây. Cô chúc các em sức khỏe và học tập tốt. Cô thân chào các em.